là 500 giờ chúng ta thay dầu một lần. Đây là quy định của cái máy Mazuli là chúng ta cần phải thay dầu đúng định kỳ giúp mình nhá, để cái tuổi thọ của máy được bền hơn. Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cái cách thay dầu cái máy rửa xe Mazuli được nhập khẩu nguyên chiếc từ Italia. Trước mặt mình đây là một con máy Mazuli. Thì trong thời gian vừa qua các bạn đã sử dụng máy bên mình rất là nhiều rồi. Hôm nay mình mới có cái cơ hội để hướng dẫn các bạn cách thay dầu cái con máy Mazuli này. Thì cách thay dầu như thế nào để đảm bảo được cái tuổi thọ của máy có độ bền cao nhất và cái máy chúng ta vận hành có sự êm ái nhất. Thì mời các bạn cùng mình hãy tháo cái máy này ra để chúng ta cùng thay dầu cái máy này, để chúng ta biết được cái quy trình thay dầu như thế nào. Đầu tiên thay dầu chúng ta cần phải nhấc cái phần tay đẩy nhựa đen này ra. Sau đó chúng ta nhấc tiếp cái phần vỏ xanh nhé, vỏ nhựa xanh này. Xanh này. Đây các bạn có thể nhìn trực tiếp vào máy đây. Cái máy Mazuli này thì các bạn cũng thay dầu giống như các máy bình thường. Thì chúng ta sẽ vặn cái lúm đỏ trên này ra. Đó, vặn lúm đỏ trên này ra. Thì trên lúm đỏ này nó sẽ có cái thước thăm dầu này các bạn này. Đó, thì các bạn tháo cái thước này ra cho mình nhá. Đó, sau đây thì là cái ốc này là ốc 19 các bạn nhá. Thì các bạn có thể dùng cái đầu tròng cho mình, hoặc là chúng ta có thể dùng những cái phần tay lắc để chúng ta tháo dầu ra. Các bạn lưu ý nhé, thì khi các bạn vặn cái gen của cái ốc rốn dầu này, các bạn vẫn vặn theo ngược kim đồng hồ để chúng ta vặn như ốc bình thường các bạn nhé. Cái thời gian để chúng ta thay dầu cái dầu của cái máy Mazuli này thì chúng ta lên thay là tầm 500 giờ chúng ta thay dầu một lần nhé. Đây chúng ta xả toàn bộ dầu ở bên trong cái đầu bơm này ra. Khi thay dầu thì các bạn lưu ý các bạn nghiêng hết cái phần máy sang một bên nhé, để chúng ta cho dầu đổ toàn bộ hết ra. Đó, khi dầu đã ra hết rồi thì chúng ta dùng cái xì khô cho xì hết toàn bộ dầu bên trong ra. Khi chúng ta đã đổ toàn bộ hết dầu ra rồi thì chúng ta sẽ lắp lại cái phần lúm xả đáy này vào. Vặn vào thì chúng ta sẽ vặn ngược lại nhé, và chúng ta vặn chặt tay nhé. Các bạn lưu ý là trên cái ốc lúm dầu này các bạn tuyệt đối không được vặn băng tan. Mà trên cái ốc dầu này đã có một cái răng rồi thì chúng ta chỉ cần vặn tới tay là được, không nên vặn chặt quá. Ok. Và bây giờ chúng ta đổ ngược dầu lại vào đây là ok. Các bạn lưu ý giúp mình nhé, thì khi các bạn đổ dầu là các bạn ý hộ dầu hộ mình này. Là khi chúng ta đổ dầu chúng ta chỉ lên đổ vào ngang cái mắt đỏ nhé, tuyệt đối chúng ta không đổ đầy. Đây là mắt đỏ thì chúng ta sẽ đổ ở trên cái mắt đỏ như này là ok rồi. Đây là máy chạy theo chế độ văng dầu, chúng ta không được phép đổ đầy dầu. Khi chúng ta đổ đầy dầu thì máy chạy rất dễ bị nóng và có hiện tượng các cái phớt rất nhanh bị cháy phớt các bạn nhé. Đó, đấy là cái lưu ý. Khi máy mà chạy nóng quá thì dòng sẽ ăn lên cao. Hiện tại chúng ta đổ dầu như này thì đã ok rồi. Các bạn lưu ý chỉ cần đổ dầu cho mình đúng mức là đủ. Với cái dầu này chúng ta đổ tầm khoảng 0,6ml là chúng ta đã đủ dầu rồi. Lưu ý giúp mình là chúng ta thay dầu theo định kỳ là 500 giờ chúng ta thay dầu một lần. Đây là quy định của cái máy Mazuli là chúng ta cần phải thay dầu đúng định kỳ giúp mình nhá, để cái tuổi thọ của máy được bền hơn. Khi chúng ta không thay dầu thì thứ nhất là máy chạy sẽ bị nóng hơn này. Ra những cái mạc sắt của phần tay biên và trục khuỷu sẽ gây ra hiện tượng là bi cơ bi đũa rất nhanh bị hỏng. Và gây ra hiện tượng nóng máy, dòng sẽ ăn rất là cao. Vừa rồi thì mình có vừa hướng dẫn cho các bạn về cái quy trình thay dầu cái máy rửa xe Mazuli được nhập khẩu nguyên chiếc từ Ý về, do bên công ty trách nhiệm hữu hạn Ý Việt đang nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam. Nếu các bạn muốn đầu tư những cái dòng máy cao cấp được nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu về, các bạn có thể gọi điện trực tiếp cho mình theo số hotline trên clip để được mình tư vấn cho các bạn tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Hẹn gặp lại mọi người ở clip sau.